Xin chào quý anh em và quý bà con nuôi tôm. Thì ở đây Tuấn xin chia sẻ mình cái cách là vèo con tôm để làm sao mà nó không có bị mà gọi là chết sớm ra. Để làm sao mà nó đạt và làm sao mà nó hiệu quả khi mình sang ra. Thì rất nhiều ở trường hợp thấy bà con có hỏi, thì trước cái tình hình mà nuôi tôm ao đất, tức là quảng canh cải tiến, thậm chí là nuôi công nghiệp, là bị là thiệt hại liên tục nhiều năm nay do bệnh phân trắng nè, rồi đường ruột cũng như bệnh gan và đốm trắng đỏ thân đó. Thì mình nuôi ao đất riết càng ngày coi như là một số bà con nói chai đất, hoặc thậm chí một số bà con nói là nó quá nhiễm rồi, tức là mình cứ thả là hư, mình càng thả càng hư. Có bà con là khoảng 5-6 năm nay mà không biết chúng là gì đó, với cái ao mình nó nhiễm rồi đó. Thì mình có nên là làm ao dèo bằng bạc hay không đó, để mình dèo rồi mình bung ra đó. Và thứ hai nữa, mình nuôi tôm nhiều giai đoạn, tại sao mình phải nuôi vậy đó, thì Tuấn xin chia sẻ phần này. Thì đầu tiên là cái có nên làm cái ao dèo bằng bạc để mình sang ra mình nuôi cho nó đỡ mà bệnh, nó cách ly mà bệnh hay không, thì Tuấn xin chia sẻ bà con cái này là nó có hai cái vấn đề. Một là cái ưu điểm, hai là cái khuyết điểm. Thì theo Tuấn thì Tuấn đã làm rất là nhiều cái mô hình này rồi, thì nói chung nếu bà con mình có điều kiện thì mình làm được một cái ao vèo, ví dụ là 50 m², hoặc mình dừng cái lưới lại đó, là mình chạy mình dèo là khoảng 50 m², 20 m². Nếu có điều kiện ví dụ 100 m² thì quá tốt đó. Thì chi phí nó khoảng khoảng 10 triệu, nếu mà khoảng 70 m² nó có làm nguyên cái hệ thống dèo. Còn nếu mà đối với 100 m² thì cũng 10 mấy triệu, gần 20 triệu thôi mình làm vậy. Nhưng mà mình dèo vậy thì nó có cái ưu điểm như thế nào? Thứ nhất về cái ưu điểm của nó là nó thứ nhất là những cái vùng mà đất phèn không thể mà dèo, không thể nuôi được đó, thì mình có thể là mình nuôi được con tôm trên vùng đất phèn nặng đó. Cái thứ hai là những cái ao mà nó bị nhiễm nhiều năm rồi đó, tức là mầm bệnh gan nó có nằm ở dưới, hoặc là mình mầm bệnh phân trắng ha, những cái bệnh khác nó có đó rồi, thì mình có lót lớp bạc này để mình cách ly cái mầm bệnh đó, mình làm thì nói chung rất là hiệu quả. Cái thứ ba là mình trong cái diện tích nhỏ thì nó chi phí nó sẽ giảm lại rất là nhiều, mình xử lý cái gì cũng dễ, và mình quản lý bệnh nè, rồi mình cho ăn hoặc mình trộn thuốc đó, nó cũng rất là dễ, nó tiết kiệm cho mình, rồi mình chủ động được cái lượng con tôm mình sang ra đó, mình chủ động được con tôm mình sang ra vậy. Thì khi đó là nói chung là lúc nhỏ mà mình cũng như chăm sóc nó tốt, rồi mình nó cách ly được mầm bệnh, vậy sau khi mình sang ra cái giai đoạn 2 á, thì nói chung là nuôi nó sẽ rất là hiệu quả hơn đó. Thì bà con có điều kiện thì nói chung nó tùy theo cái diện tích của mình nên có một cái vèo hoặc có một cái bể vèo đó, phù hợp với cái lượng tôm mình, đó là rất là tốt đó. Tuy nhiên thì cái nào cũng vậy, nó cũng có cái nhược điểm của nó, là nếu bà con mình làm ao vèo này, nói chung nó đòi hỏi phải cũng có kỹ thuật trân trọng đó. Nếu mà bà con mình không biết á, thì thứ nhất á, thì vèo nó hệ thống vèo đó thì nó đã tốn tiền, nó tốn chi phí rồi thêm một chút, nhưng mà chi phí nó không đáng kể so với cái mà gọi là cái hiệu quả sau này nó mang lại cho mình. Nhưng mà đặc biệt là sợ nhất là nó sẽ bị bệnh về cái đường ruột và cái phân trắng cái lúc mà mình dèo đó. Tại sao Tuấn nói vậy? Tại vì thường nếu mà những làm cái bể bạc vèo hoặc cái ao vèo vậy á, nếu bà con mình không có nắm vững về cái cách vèo cũng như cái kỹ thuật của nó, thì Tuấn đã làm rất là nhiều, bà con thậm chí chưa lấy nước vô nó để bị nhớt nước rồi. Thứ hai là khi mình cho ăn vậy thì nó tạo nên cái lớp gọi là cái lớp nhớt đáy, thì con tôm mình quẹo thế 5 ngày 7 ngày 10 ngày là nó đã bị mà đường ruột hoặc nó bị phân trắng đó, thì nó sẽ chết gãi gác rồi, mà thậm chí là nó bị gan đó, nó chết lây gai chứ cơ mình chưa có bung lên đó đó, thì nó khó khăn rất là nhiều là cái vấn đề chỗ đó đó. Cái phần phía trên cái gan đó, cái bông tử nó không còn á, như con bự chẳng nó đang lội nhiều hao gan dữ lắm, chút hao ha. Cái thứ hai nó là trong cái bể vèo đó, mình vèo vậy cho mình khi mình sang ra là hai cái môi trường, tức là nếu mà ao bạc với ao bạc thì nó dễ rồi đó, thì mình chỉ cần chỉnh hai môi trường cho nó giống nhau. Bây giờ mình sang cái lúc mà ví dụ là 5-6 giờ sáng, lúc trời mát hoặc giấc tối đó,
mình chỉnh thêm môi trường hay mình giảm ăn trước đó là ví dụ một cử hai cử để cho con tôm nó thích nghi, hai bên nó cân bằng thì mình sang ra quá dễ rồi. Nhưng mà trường hợp bà con mình làm bạc hoặc làm bể mà mình sang rau đất thì nó khi mà nó ra nó không có quen, dù ở môi trường bạc thì môi trường đất vậy, khi nó bỏ ăn 5-7 ngày đó, hoặc nó trên lệch môi trường vậy nó sốc và nó không đạt. Hoặc mình những cái lúc mà ví dụ mà thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều đối với tôm thẻ thì bà con sang ra nó bị đục cơ, nó chết hết đó, hoặc pH nó không có giống nhau đó, là do đó mình phải coi lại những cái yếu tố môi trường kỹ mình sang ra. Và mình phải, nếu mà đối với bà con trường hợp mà nuôi mà quán canh, mình về mình sang quán canh á, là mình phải tập cho nó ăn thức ăn tự nhiên rồi lúc mà mình vèo để mình sang ra. Chứ còn nếu mình cho ăn mà thức ăn công nghiệp, mình bỏ thức ăn tự nhiên là coi như là con tôm nó không quen, nó sẽ ra, nó sẽ chậm lớn nè, rồi nó sẽ không đạt đầu con đó, là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cái sinh trưởng, thậm chí là nó bị gọi là nó sượng luôn nếu mà mình không biết cách đó. Thì do đó là bà con phải hiểu thật kỹ cái cách vèo. Thì nếu bà con làm được thì nói chung là nó rất là hiệu quả ha, tôi nói ha. Và nếu mà cái cách vèo mà đặc biệt mà vèo bằng thức ăn tự nhiên, nó đặc biệt là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, nó sẽ ngừa được nhiều cái bệnh về cái đường ruột tôm cũng như là và cái bệnh phân chấn, bệnh gan. Thì mình làm được vậy thì khi ăn tôm thì nó sẽ phát triển và nó sinh trưởng rất tốt, như là để cái giai đoạn là về sau đó. Còn cái trường hợp á, thứ hai á, là mình là tại sao mình phải nuôi nhiều giai đoạn. Ví dụ có bà con nghe nói là 2 giai đoạn, và có người 3 giai đoạn, có người 4 giai đoạn, thậm chí sau này có thể 5 giai đoạn nữa. Thực ra nếu bà con có đất nhiều thì bà con làm nhiều giai đoạn thì nó tốt thôi. Tại vì mà cái nhiều giai đoạn đó, cái ý nghĩa của nó đó là ví dụ là mầm bệnh nó chưa kịp phát triển, mình đi sang khác, mầm bệnh nó chưa kịp nó phát triển, nếu mình đi sang khác thì nói chung là nó sẽ cách ly được cái mầm bệnh. Và thứ hai nữa, khi mà ra cái môi trường khác mới thì nó sang tôm nó thua hơn và nó phát triển nhanh hơn, rất là tốt. Tuy nhiên mà mình muốn làm vậy thì nhưng mà rất là tốn kém, mình phải chuẩn bị nhiều cái ao, rồi mình xử lý rất là nhiều chi phí để mình gieo, để mình sang ra vậy. Rồi đặc biệt là mình phải có diện tích lớn để mình làm nhiều vậy. Thì tùy theo cái mô hình nuôi của mình có thể 2 hoặc 3 giai đoạn đó, 4 giai đoạn đó, tùy theo cái mô hình và diện tích của mình thôi, không có gì hết trơn. Càng nhiều thì nói chung càng tốt thôi, nhưng mà sợ là chi phí bà con chịu không nổi và bà con không có gọi là thời gian mà mình sang thôi. Ví dụ lúc nhỏ mình sang 2 giai đoạn, rồi tới 100 con mình sang 1 giai đoạn, rồi thậm chí là 40 con mà sang giai đoạn đặng mình nuôi về hàng 2 họ đó, để tôm sẽ lớn cũng được đó. Thì vừa rồi Tuấn có trình bày thì cái cách mà tại sao mình phải làm dèo ao bạc để mình làm nhiều giai đoạn, thì cũng như là mình nuôi nhiều giai đoạn vậy là có ý nghĩa như thế nào. Thì bà con có thắc mắc thì điện thoại về cho tiếp cho Tuấn, sẽ tư vấn hỗ trợ cho bà con mình cái cách dèo như thế nào mà nó để thứ nhất là nó đạt nè, thứ hai là nó không có bị nhức bạc cũng như về bệnh gan và cái bệnh phân chấn đó. Rồi dèo bằng thức ăn tự nhiên đối với mô hình mà ao quảng canh cải tiến đó, và tôm lúa cũng như là cái mô hình ao bạc công nghệ cao đó, cho bà con mình có cái phương pháp mà hiệu quả, giúp bà con mình là nuôi những giai đoạn tiếp theo cho nó hiệu quả. Rồi chúc bà con thành công và dồi dào sức khỏe.